vòng 1 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia sắp diễn ra vào ngày mai. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật tình hình ngoại binh của các đội bóng. Các câu lạc bộ năm nay đều thuê ngoại binh từ Thái Lan. Hóa chất Đức Giang thuê chuyền hai tỷ Chà Già Bồn Lèo, Than Quảng Ninh thuê chủ công binh Gia Đà Thổ Bồ. Gele Simco Thái Bình thuê Sasi Babon và Warisara. Ninh Bình Liên Việt Boss bằng thuê Gui Ba Quỷ Sức Thông. Hà Phú Thanh Hóa nổi bật có Laravuka Sovic ngoại binh người Croatia. Việt Tinh Banh có Càng Gia Na Cụ Thai Song. Đặc biệt năm nay Kinh Bắc, Bắc Ninh lựa chọn ngoại binh Nhật Bản là chủ công Ami Suzuki và phụ công Erika Takamiya. Quyết định sửa cây nhà lá vườn VTV Bình Điền Long An, Bộ Tư lệnh Thông tin và Tân binh Thành phố Hồ Chí Minh dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng 1 sắp tới.